ấm lòng chiến sĩ cảnh sát giao thông đội mưa ngồi khơi miệng cống. Chàng trai chở hàng cồng kềnh ngã chổng vó khi lên dốc. Trộm máy khoan bị chủ nhà cầm gạch rượt chạy cứu chết. Được cảnh sát giao thông trợ giúp nhưng tài xế xe 16 chỗ vẫn gây va chạm giữa ngã tư. Anh niên trú mưa tiện tay trộm chó cảnh. Thông thường giữa trời mưa, mọi người thường chỉ nghĩ sao đi cho mau để tránh ướt, và nếu có ướt hết thì cũng chẳng đủ can đảm để nán lại dọn rác bên miệng cống như người cảnh sát này. Mặc cho trời đang mưa xối xả, anh cảnh sát vẫn ngẩn ngại ngồi nhặt từng chiếc lá cây, từng mẫu rác vụn, dọn dẹp chúng sạch sẽ quanh miệng cống để nước trên đường thoát đi. Sau khi clip được đăng tải, đã nhanh chóng nhận được cơn mưa ngợi khen, tán thưởng hành động đẹp và xúc động của người này. Hành động này đúng là một tấm gương sáng về ý thức bảo vệ môi trường. Đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chở hàng nhưng vì kiện hàng quá cồng kềnh nên bị mất cân bằng. Đến đoạn lên dốc thì ngã chổng vó lên trời. Nam thanh niên đứng phía trong có phải xạ cực nhanh lao tới đỡ nhưng rất tiếc là không kịp. Ngay sau đó thanh niên chở hàng đứng dậy cười trừ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nam thanh niên đứng kế bên cũng được một phen hú vía vì pha chở hàng cồng kềnh của anh chàng. Đoạn clip được ghi lại trên đường Hải Phòng, theo đó một xe 16 chỗ được cho là gặp sự cố, không thể di chuyển nên khi nhận được tin báo, các đồng chí công an cảnh sát giao thông đã tới hỗ trợ đẩy xe trên đường. Tuy nhiên khi qua ngã tư, dù được sự trợ giúp điều phối từ cảnh sát giao thông, tài xế xe 16 chỗ vẫn để xảy ra va chạm với một xe 29 chỗ. Có thể thấy, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh để xe 29 chỗ lưu thông trước, nhưng tài xế xe 16 chỗ đã không chú ý quan sát và gây ra sự cố đáng tiếc. May mắn là va chạm không để lại thiệt hại quá nghiêm trọng. Phần đầu xe tải bị hư hỏng. Diễn biến vụ việc do camera hành trình của một ô tô ghi lại, chiếc xe đổ gần căn nhà đang xây, dàn vải đen kín mít. Một người đàn ông dựng xe máy gần căn nhà, hai tay nhẹ nhàng đi vào bên trong và sau hơn một phút thì trộm được chiếc máy khoan. Cho đến khi quay ra, hắn vẫn rất bình tĩnh. Biểu hiện của tên trộm khiến mọi người chứng kiến lầm tưởng hắn là thợ xây quen với công trình này. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tên trộm đã bị phát giác. Hắn bị một người đàn ông tri hô và cầm gạch đuổi theo. Rất nhanh chóng, tên này lên xe máy và tăng tốc bỏ chạy. Hắn ta diễn chuyên nghiệp đấy chứ. Đi ăn trộm mà thần thái tự tin như là đang làm việc đàng hoàng vậy. Nguy hiểm thật. Tài khoản Tuấn Anh bày tỏ. Nam thanh niên đang trú chân tránh mưa tại một nhà dân. Đứng cạnh anh ta là một người phụ nữ nữa. Hai người say sưa trò chuyện trong lúc chờ mưa dứt. Như các bạn thấy, một chú chó nhỏ xíu loanh quanh thơ thẩn dưới chân của hai người này. Lợi dụng người phụ nữ cạnh mình mãi nói chuyện không chú ý, nam thanh niên đã nhanh tay bế con chó nhỏ vào lòng rồi giấu nó vào trong áo, sau đó thì leo lên xe tẩu thoát. Chúng tôi là Sài Gòn TV, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày nhé.